Chúng ta sang hệ thống câu tự chọn nằm trong phần nâng cao. Đó là câu 6B. Ý thứ nhất, cho tam giác ABC vuông tại A, điểm B trừ 30, điểm C 70. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác bằng 2. Tìm tọa độ tâm y của đường tròn nội tiếp tam giác, biết điểm y có tung độ dương. Đây là một đề thi không dễ nhưng cũng không quá khó. Chỉ cần đòi hỏi các em nhớ kiến thức cơ bản là phổ thông là có thể giải quyết được. Thì có nhiều cách giải quyết, nhưng mà thầy sẽ chọn một cái cách tối ưu nhất nhé. Bây giờ thầy sẽ mô phỏng như sau. Điểm B của các em có tọa độ trừ 30. Đây, B là trừ 30. Thế còn điểm C, C của chúng ta phải lấy rộng ra một tí để nhìn cho nó thoáng. B đây, điểm B của chúng ta là 70. Và điểm C, C là 70. Tam giác ABC vuông tại A. Và các em nhớ là tâm đường tròn nội tiếp tam giác nằm phía trên, đã có tung độ dương, cho nên dễ dàng đoán nhận ra ngay điểm A phải nằm phía trên. Thở ra phải tập vuông. Y là tâm đường tròn nội tiếp tam giác mà Y có tung độ dương, cho nên Y phải nằm lại, cái điểm A phải nằm phía trên. Y này, nhá. Tam giác ABC vuông tại A, B trừ 3, C 30, C 70. Bán kính đường tròn nội tiếp cái tam giác ABC này bằng 2. Thầy không vẽ vào đây nữa để cho nó khỏi rối hình. Đấy, mà có lẽ vẽ vào đây cũng được, tí thầy sẽ xóa. Nhưng vẽ đây thì nó rối quá, thôi không cần vẽ. Thầy vẽ riêng ra ngoài vậy, một cái hình phụ bên ngoài. Đây là tam giác ABC. Y là tâm đường tròn nội tiếp. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác bằng 2.